chào các bạn, quên các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đoạn đường ở huyện Trần Đề thuộc xã Trung Bình. Thì hôm nay mình đang trên tuyến đường từ cái hướng Kinh Ba Bảy Giá đi về Sóc Trăng các bạn. Thì hôm nay Sông Nước Miền Tây mời cô chú anh chị cùng mình trải nghiệm ở phong cảnh nơi đây sau 10 năm thành lập huyện của Trần Đề, thì mình xem cái khu vực này nó phát triển như thế nào. Bây giờ Sông Nước Miền Tây mời cô chú anh chị cùng mình đi trải nghiệm ở khu vực này nghe. Cùng chúc cho chú anh chị bạn bè xa ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhất. Bây giờ cùng mình trải nghiệm để tham khảo những cái hình ảnh của quê miền Tây Sóc Trăng ra sao. Hiện nay mình đang trên tuyến đường đi dọc đây các bạn, để các bạn xem. Ở đây thì mình thấy những cái cửa hàng trang bán xây dựng rất là lớn các bạn. Thì nhu cầu bà con mình ở đây thì rất là lớn để xây dựng những cái ngôi nhà tường khang trang cho vùng quê. Ngày nào mái lá, đường lụp sụp, khó đi. Nay thay vào những nhà tường, đường thì được đổ bê tông, chảy nhựa thẳng đến từ vuông tôm. Và nơi làm việc trồng trọt về vuông rẫy các bạn. Bây giờ mình thấy ở đây phát triển sau nhiều 10 năm thành lập huyện thì mình thấy cuộc sống của bà con người dân ở nơi đây và nông dân của mình phát triển một bước rất rõ rệt so với những năm trước mình đến đây để mà tham quan. Thì mình thấy bà con mình bây giờ rất là được phát triển rõ rệt. Đây là chỗ những người ta đang lưới để bán đó các bạn, cho người ta đi biển đi cá. Thì khu vực này thì chủ yếu là những người phụ nữ ở nhà hay là những người lớn tuổi chuyên về làm nghề lưới gia truyền, thì người ta làm đang lưới để bán cho cái vùng biển này các bạn. Đây là lưới. Đoạn đường này là các bạn có thể đi thẳng xuống dưới Kinh Ba cảng Trần Đề, còn một đường nữa là mới mở sau này là đường Nam Sông Hồng các bạn, thì mình đi đường đó cũng được. Nhưng hầu như mình đi trong nội ô thì bà con đi đường này cũng các bạn. Có cái cầu mình qua cầu nha các bạn, mình qua cầu tới chợ Lục Hội Thượng các bạn ơi. Thì một có một hướng mình đi quẹo bên tay trái hết các bạn, thì một hướng đi về cái mỏ luôn các bạn ơi. Nó có cái cổng chào phía trước. Nó có cái cổng chào phía trước các bạn. Gần tới chỗ chừng khi nào đến thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Phong cảnh miền Tây ở xã Trung Bình, huyện Trần Đề các bạn nhìn thấy rất là đẹp và hữu tình các bạn. Không khí rất trong lành và mát mẻ. Khu vực này người ta làm về gỗ củi các bạn rất là nhiều. Cây cồng các bạn. Đó các bạn nhìn thấy cái bảng này chỉ hướng về ngõ là các bạn, thì các bạn sẽ nhìn bên tay trái giùm mình. Thì mình chạy một đoạn sẽ có cái cổng chào về cái thị trấn Lịch Hội Thượng đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy đây cổng chào của về mỏ ó, hướng đi mỏ ó các bạn. Thì các bạn đi mỏ ó thì mình đi xuống dưới đó, mình có thể là đi dạo qua bên Vĩnh Châu ra Nam Sông Hậu luôn. Bây
giờ mình đi vào khu vực này cũng như là vô dãy phố thì các bạn của huyện Lệnh Hội Thượng. Đây xã Trung Bình các bạn. Đây cái cầu này các bạn chạy qua một đoạn nữa thì các bạn sẽ tới hướng đi vào chợ. Nhưng hôm nay thì mình sẽ đi thẳng luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi về hướng thành phố Sóc Trăng. Về xã Liêu Tú. Đó các bạn nhìn thấy hướng này là đi về chợ. Bây giờ mình đi qua cầu là mình đi thẳng về cái xã Liêu Tú. Như những video trước mình đã có giới thiệu cho các bạn trước thì mình cũng có đi ngang cái xã Liêu Tú. Đây khu vực này thì mình sẽ đi thẳng về thành phố Sóc Trăng luôn. Là tuyến đường này rất là đẹp nha các bạn, rất mát mẻ. Đây chỗ này người ta bán hoa kiển là rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy xa xa cũng có những cái nhà người ta đang lưới cũng rất là nhiều các bạn. Và những học sinh giờ đại học đi về. Cái hướng này là mình đi vào từ xã Trung Bình về xã Lưu Tú đó các bạn. Huyện Lệnh Hội Thượng, huyện Trần Đề, xã Lệnh Hội Thượng các bạn. Các bạn nhìn thấy bây giờ nó phát triển rất là ca mạnh, ca lớn. Ở nhiều cái cửa hàng bán rất là nhiều, lớn luôn các bạn. Bãi về cát đá, xi măng để về trang trí nội thất ở khu vực này bán rất là mạnh và lớn. Do nhu cầu của bà con mình ở đây xây nhà rất là nhiều. Chỗ này cũng chỗ bán hoa kiển đó các bạn. Gần Tết thì những cái chỗ hoa kiển này người ta trưng rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy từ hồi nãy giờ là mình đi một đoạn mà giờ chỗ mua bán nha, vật liệu xây dựng rất là nhiều, 3-4 điểm các bạn. Thì nhu cầu bà con mình hiện nay rất là được nâng cao rõ rệt do nhu cầu xây dựng nhà cửa bằng xi măng đó các bạn. Và ốp thép ở đây thì người ta bán rất là nhiều các bạn, các bạn nhìn thấy. Rồi bây giờ Sông Nước Miền Tây cũng xin cảm ơn các bạn và cô chú anh chị đã theo dõi video của mình và trải nghiệm đi dọc tuyến đường từ xã Trung Bình về xã Liêu Tú của huyện Trần Đề. Thì Sông Nước Miền Tây xin tạm dừng video tại đây và các cô chú anh chị xem và ủng hộ cho Sông Nước Miền Tây một like và một sub để có nhiều video mới nhất để đến với các cô chú anh chị. Bây giờ hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn một video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau của mình nhé.